Taiwan Power và đội bóng của Philippines, và kết quả là đội bóng của Đài Loan Trung Quốc đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 và góp mặt ở trong trận bán kết thứ nhất. Trong trận đấu đầu tiên của trận đấu này thì đội bóng Thái Lan ở bên phía tay trái mà các bạn, còn các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ dân Triều Tiên bên tay phải mà các bạn. Hai trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là ông Trần Việt Cường, trọng tài số 1 người Việt Nam, và trọng tài thứ hai là bà Giao Dinh, trọng tài người Trung Quốc. Câu lạc bộ của Triều Tiên vừa có được điểm đầu tiên trong trận đấu này. Bên phía Triều Tiên họ ra sân với số 1 là Kim Bun Jong, số 2 Kim Jong Mi, số 3 Jong Ji Sim, số 5 Ju Un Jang, Libero Ro Un Jang, và số 14 là Ri Sun Jong. Huấn luyện trưởng là ông Moro Bralislav, người Serbia. Kubzit sẽ là người thực hiện quả phát bóng sau khi đội bóng của Thái Lan cân bằng được tỷ số 1-1. Quả đập rất tốt, đó là pha kết thúc của số 2 Kim Jong Mi. Trong trận đấu ngày hôm nay, đội bóng 4.25 của Cộng hòa Dân chủ dân Triều Tiên có được sự trở lại rất quan trọng của Jong Jin Sim. Trong những trận đấu đã qua thì Jong Jin Sim gặp chấn thương và không xuất hiện. Rất tốt. Thái Lan vừa đáp lại với một pha kết thúc ở vị trí số 3 gọn gàng. Tỷ số bây giờ là 2-2. Trọng tài xác định là bóng ngoài sân, điểm 3-2 cho Thái Lan. Tuyệt vời. Vẫn là pha kết thúc của Kim Jong Mi. Triều Tiên vừa san bằng được tỷ số 3-2. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn. Trận đấu tứ kết đầu tiên đã diễn ra không cân bằng khi mà Taiwan Power đã thể hiện sự vượt trội hơn và họ giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số là 3-0. Sau trận tứ kết này, trận tứ kết thứ 3 sẽ là cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Hisa Mitsu Spring của Nhật Bản và Zetisu của Kazakhstan. Và trận đấu tứ kết cuối cùng sẽ là cuộc chạm trán giữa Thông tin Liên Việt Postbank đội chủ nhà và Chiết Giang của Trung Quốc. Những pha tấn công rất hay vừa rồi là quả đập về vị trí số 6, nơi mà libero của đội bóng Bangkok Glass án ngữ. Tuy nhiên trong tình huống rồi thì libero của Thái Lan là Tikampon cũng đã không thể làm gì hơn trước quả đập rất mạnh của đối thủ. Hai bên đang ăn miếng trả miếng trong những phút đầu tiên của set đấu thứ nhất. Quả đập bóng rất mạnh. Quả đập ở vị trí số 4 quá khó. Vẫn còn. Bóng ngoài sân. Các cầu thủ của Thái Lan đang khiếu nại với trọng tài. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Quyết định là chính xác. Điểm dành cho đội bóng của Triều Tiên. Bóng rất khó. Rất tuyệt vời, quả đánh nhanh ở vị trí số 3.
6 năm cho đội bóng của Triều Tiên. Người thực hiện quả phát bóng là số 14 Ri Jun Jong. Chắn bóng không thành công. 6 đều. Rất tốt. Đó là quả đập của Jong Ji Sim. Quả đập thứ hai. Đó là một pha xử lý bỏ nhỏ. Và điểm cuối cùng lại thuộc về Thái Lan. Jong Ji Sim mới trở lại sau chấn thương. Cô chưa để lại nhiều ấn tượng trong những phút đã qua, nhưng chắc chắn sự góp mặt của cô sẽ làm cho sức mạnh của đội bóng Triều Tiên trở nên mạnh hơn. Quá hay. Không có bất cứ một phản ứng nào từ hàng trắng ở bên kia lưới. Chỉ có thể nói là tuyệt vời. Jong Ji Sim chắc chắn sẽ là cái tên nổi bật nhất bên phía đội bóng Triều Tiên. Cô cũng đã rất quen mặt đối với các khán giả Việt Nam khi đã nhiều lần sang Việt Nam tham dự các giải đấu được tổ chức tại đây. Pha bỏ nhỏ tốt nhưng các cầu thủ của Cộng hòa Triều Tiên cũng rất tỉnh táo. Điểm dành cho Thái Lan 8-7. Lần hội ý kỹ thuật đầu tiên. Xét đấu đầu tiên, chính xác là những diễn biến đầu tiên của xét đấu thứ nhất đang diễn ra khá hấp dẫn với một thế trận cân bằng. Đó là điều mà các cổ động viên trông đợi, bởi trong những trận đấu đã qua có rất nhiều những cặp đấu thể hiện sự chênh lệch về mặt đẳng cấp. Lần gần đây nhất đội bóng của Triều Tiên sang Việt Nam tham dự một giải đấu đó là Cúp VTV. Đội bóng Triều Tiên rất nổi tiếng với tính kỷ luật rất cao. Và họ cũng thể hiện một sự chuyên nghiệp trong tập luyện cũng như thi đấu. Và đó có lẽ sẽ là điều mà các đội bóng của Việt Nam cần phải học hỏi. Quả phát bóng của Malivan rất hay. Không ai khác đó chính là Jong Ji Sim. Sự khác biệt khi mà cô xuất hiện ở trong thành phần của đội bóng 25 tháng 4 hay còn gọi là 4.25. 8 đều trong 4 trận đấu ở vòng bảng thì đội bóng của Triều Tiên giành 2 trận thắng và để thua 2 trận. Họ vượt qua các đội bóng Iran và Philippines với tỷ số 3-0 và để thua trước các đội bóng Chiết Giang và Hitsu Spring của Nhật Bản. Kết thúc vòng đấu bảng thì đội bóng này đứng ở vị trí thứ 3 và theo bốc thăm thì đội bóng đứng ở vị trí thứ 3 của bảng B sẽ gặp đội bóng thứ 2 của bảng A, đó chính là Bangkok Glass. Bóng ngoài rồi. Lần này thì quả đập sau vạch của Jong Ji Sim đã không thành công. Điểm 18 dành cho Bangkok Glass. Lúng túng rồi, không qua lưới. Trước đó thì Plumjit
cùng với Malevan đã dẫm chân nhau trong một tình huống phối hợp, và điều đó đã khiến cho họ không thể đưa được bóng sang phần sân bên kia. 90. Bóng bật chắn ra ngoài, 11-9. Quả đập trồng rất hay. Rõ ràng là cầu thủ Cộng hòa Dân chủ dân Triều Tiên cũng đang cho thấy họ là một đội bóng chơi bài bản và kỷ luật như thế nào. Người phát bóng là Jun Hang. Bóng qua lưới rồi. 11 đều. Trận đấu rất hay. Pha xử lý khá tỉnh táo của Kim Jong Mi. Kim Jong Mi sinh năm 1992. Cô đã ghi được 33 điểm tổng cộng kể từ đầu giải và là người ghi điểm nhiều thứ 3 bên phía Triều Tiên. Lúng túng, rất may là bóng vẫn qua lưới nhưng trọng tài đã thổi còi. Lần lưu ý kỹ thuật thứ hai, và bây giờ thì Thái Lan đang dẫn với tỷ số là 16-12. Thái Lan đang bứt lên ở nửa sau của set đấu với một khoảng cách là 4 điểm. Người phát bóng là Willavan. Không qua lưới. Và xử lý thấp của Jong Ji Sim. Một lần nữa thì ban huấn luyện của đội bóng Triều Tiên lại xin dừng trận đấu để hội ý. Có lẽ là Jong Ji Sim vẫn cần thêm một chút thời gian để bắt nhịp trở lại khi mà cô đã nghỉ thi đấu trong những trận đấu đã qua. Ở vòng đấu bảng trước các đối thủ mạnh là Chiết Giang và Hisamitsu
thì Cộng hòa Dân chủ Dân Triều Tiên đều đã không thể vượt qua họ. Họ thua đội bóng của Nhật Bản với tỷ số 0-3 và cũng thua với tỷ số tương tự trước Chiết Giang. Trước đó thì đội bóng này đã vượt qua các đội bóng đến từ Iran và Philippines cũng với tỷ số 3-0. Bóng bật chắn đi ra ngoài. Sau khi dừng ngộ ý thì đội bóng của Cộng hòa Dân chủ Nhân Triều Tiên đã có được một điểm và rút ngắn tỷ số xuống còn 13-17. Rất mạnh. Quả đánh nhanh quá khó. Chúng ta vừa xem lại pha kết thúc của Malivan. Không có bất cứ một cơ hội nào cho các thủ ở bên kia lưới. Pha xử lý bỏ nhỏ tuyệt vời. Một tình huống đáp trả của Ri Sun Jong. 14-18. Gặp bóng tốt. Điểm 19-14. Dông Di Sim. Điểm thứ 15. Rất tốt. Quả đập ở vị trí số 2 của Ju Un Hyang. Cô mang lại điểm thứ 16 cho Cộng hòa Dân chủ Dân Triều Tiên. Rất hay. Và di chuyển ra khe số 2 và số 3 để kết thúc hai quả đập liên tiếp của Plumjit. Lần đầu tiên thì cô chưa thành công, nhưng lần thứ hai thì Plumjit đã mang lại điểm cho Thái Lan. Vẫn là những pha di chuyển nhịp nhàng. 20-16. Không được. Vừa rồi là ý đồ phối hợp đánh nhanh giữa cặp Ponpun và Plumjit, nhưng đường truyền của Ponpun lại hơi khó đối với Plumjit. Đường truyền thấp đã khiến cho phụ công của Bangkok Glass đã không thể thực hiện một pha đưa bóng qua lưới. Và điểm thứ 17 dành cho câu lạc bộ 25 tháng 4. Không qua lưới, đáng tiếc. Pha phát bóng không thành công của Dông Di Sim. Bóng bật tay chắn đi ra ngoài. 22-17. Trọng tài xác định là bóng đã chạm tay, có lẽ là Dông Di Sim.
23-17. Dông Yushim sau đó đã rụt tay lại nhưng đã không kịp. Lại một tình huống chuyền một lỗi nữa. Vừa rồi là đến lượt Kang Siuk Giong. Hai tình huống bắt bước một không tốt đã khiến cho đội bóng của Triều Tiên không còn cơ hội ở set đấu thứ nhất khi mà Thái Lan đã dẫn 24-17. Thành công của các thủ Cộng hòa Dân chủ dân Triều Tiên. Một tình huống đập nhú ở vị trí số 3. 18-24. Thái Lan xin dừng trận đấu để hội ý. Đang dẫn với một khoảng cách lớn và đủ tạo ra một sự an toàn mang lại chiến thắng, nhưng vừa rồi thì huấn luyện viên Kittipong Afisak vẫn quyết định dừng trận đấu để hội ý. Đó là một lần hội ý có tính chất quá cầu toàn của huấn luyện viên này. Người phát bóng là Kim Un Jong. Đó là pha ghi điểm của Nguyễn Thị Ngọc Hoa. 25-18, tỷ số của set đấu đầu tiên với một cách biệt là 7 điểm được đội bóng của Thái Lan tạo ra, và họ giành chiến thắng trước Cộng hòa Dân chủ dân Triều Tiên với tỷ số 1-0 sau set đấu thứ nhất với thời gian là 24 phút.